Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu vàng có tên của huấn luyện viên Tyron Lue như thế này của tôi. Bây giờ các bạn phải làm cùng tôi luôn nhé. Rồi, ok. Để bắt đầu và làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái hộp có đựng các cái hạt khác nhau như thế này. Hộp đầu tiên thì mình sẽ đựng các cái hạt nó có các cái màu sắc và hình dáng khác nhau như thế này nhé. Về màu sắc thì mình sẽ có các cái màu như là màu cam này, màu đỏ, màu tím, màu hồng này, màu xanh than. Tiếp theo là màu đen, màu xanh lá, màu trắng, màu bạc, màu nâu, các cái màu loang, màu vàng và cuối cùng là màu xanh nước biển này nhé. Còn về hình dáng thì mình sẽ có các cái hình như là hình quả bóng rổ này, hình tròn có hình trái tim ở giữa, hình ngôi sao, hình vuông nhỏ, hình tròn nhỏ này, hình mặt cười. Tiếp theo mình có hình ống dài, hình vuông to, hình trái tim, hình bầu dục, các cái hình tròn, rồi đến hình lục giác. Và cuối cùng là các cái hạt hình viên kim cương này nhé. Tiếp đến hộp thứ hai thì mình sẽ đựng các cái hạt có các cái chữ cái như thế này. Ở đây mình có các cái chữ như là chữ S này, chữ Q, chữ R, chữ E này. Hàng thứ hai thì mình có chữ R, chữ Y ngắn, chữ B, chữ A. Hàng thứ ba thì mình có ba cái ô màu đen này. Mình đựng các cái hạt hình vuông nhỏ có các cái chữ cái khác nhau. Hai ô này mình đựng các con số. Ô này mình đựng chữ N, chữ V này. Còn hàng cuối cùng thì mình sẽ có chữ X, chữ Y, chữ Z. Đây là chữ C, chữ G. Còn các ô còn lại mình sẽ đựng rất nhiều các cái chữ cái khác nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kim để mình sâu, một cuộn dây chun màu trắng. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo như thế này nhé. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn nhé. Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái cây kim.
Tiếp theo là cuộn dây chun màu trắng. Rồi bây giờ mình sẽ buộc cái sợi dây chun này vào cái kim này nhé. Mình sẽ buộc nó chặt vào để nó không bị tuột ra nhé. Sau khi buộc xong mình sẽ có cái sợi dây nó thừa ra như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt cho sợi dây này nó ngắn bớt đi nhé. Mình sẽ dùng cây kéo này để mình cắt nó ra nhé. Sau khi cắt xong, sợi dây của mình nó sẽ ngắn như thế này thôi nhé. Bây giờ các bạn sẽ đo cho mình chiều dài của cái sợi dây này. Nó sẽ dài khoảng 30 cm nhé.